đòi sầu riêng. Ở đây là Madurai thuộc tỉnh Lâm Đồng. Hót ríu rít rất là hay, vui tai, vừa như thế là vừa vui vẻ. Chừng gai nó đâm gai đâm chảy máu. Thì quay đi, chừng mấy chỗ lựa cảnh nào đẹp mà chụp. Chụp màn hình đó vậy đó. Ngó lên, ngó theo trái sầu riêng nó mới đẹp đó. Rồi ok.